tốn thời gian, lãng phí tiền bạc, đánh mất lợi thế khi tuyển dụng, hiệu quả công việc ban đầu không cao. Đó là hệ quả từ thất nghiệp, học trái ngành nghề, kỹ năng chưa đáp ứng được yêu cầu công việc mà một bộ phận sinh viên gặp phải khi ra trường. Theo báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2020 của Tổng cục Thống kê, trong số lao động thất nghiệp, lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm tỷ lệ 30,8%. Kết quả nghiên cứu từ một nhóm các chuyên gia đến từ trường quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường làm trái ngành là trên 24%, trong đó có nhiều ngành, cử nhân phải làm trái ngành lên đến trên 60%. Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Tôi Tự Tin. Thưa quý khán giả, bước vào tuổi 18, đôi mươi, đó là quãng thời gian bản lề cho cả chặng đường lập nghiệp sau này mà ai cũng mong muốn có được thành công. Tuy nhiên, đường đến thành công không bao giờ trải đầy hoa hồng. Và những con số mở đầu chương trình ngày hôm nay của chúng tôi mới chỉ phần nào phản ánh được thực trạng những khó khăn mà các bạn sinh viên gặp phải. Và làm thế nào để có những hướng đi đúng đắn ngay từ khi kết thúc quãng thời gian học trung học phổ thông? Làm thế nào để biến những ước mơ thành hiện thực? Và với câu hỏi mà rất nhiều các phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên quan tâm, chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn CEO Việt Nam Global, người đã truyền cảm hứng cho rất là nhiều học sinh, sinh viên và các doanh nhân trên cả nước. Vâng ạ, và trước hết thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia với chương trình. Và xin chào MC Bích Thảo, xin chào các quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình. Theo ông thì từ đâu mà dẫn tới thực trạng là các bạn trẻ bây giờ là với tỷ lệ thất nghiệp rất là nhiều này, hay là làm trái ngành, trái nghề và không phát huy được đúng cái sở trường và năng lực của chính bản thân mình ạ? Tôi cho rằng nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân là bên ngoài của các con và nguyên nhân bên trong của các con. Nguyên nhân bên ngoài của các con thì bây giờ chúng ta thấy cái số lượng doanh nghiệp của Việt Nam nó lên tới hàng triệu doanh nghiệp. Trước đây khoảng 10 năm thì doanh nghiệp nó chỉ có 100-200 nghìn doanh nghiệp thôi. Vậy thì rõ ràng cái câu chuyện là cái nguồn nhân lực ở thị trường họ cần rất nhiều. Như vậy vấn đề chủ yếu nằm ở nguyên nhân bên trong. Nguyên nhân bên trong thì nó được chia ra thành 3 cái nhóm nguyên nhân chính. Nguyên nhân 1 là các con không có cái đích đến. Tức là họ không biết là họ sẽ trở thành ai trong tương lai. Họ không biết là chính xác mình muốn gì trong tương lai. Thì cái số lượng này chiếm rất rất là đông. Nhưng có một nhóm thì có một số ít thì biết mình muốn gì, nhưng lại không vạch được con đường đi. À vậy thì tôi muốn lên đỉnh ngọn núi, thì chặng 1 tôi đi từ đâu đến đâu, chặng 2 tôi đi từ đâu đến đâu. Và tôi cần phải có cái khung năng lực gì, tôi cần phải có tố chất gì, tôi cần phải chuẩn bị hành trang gì, thì tôi mới lên được đỉnh ngọn núi đó. Thì hiện nay con đường đi là một số bạn là có cái đích đến, muốn lên đỉnh núi đấy. Nhưng mà đường đi lên đỉnh núi thế nào thì lại không rõ. Có một nhóm lại có cả biết đích đến, có biết cả con đường đi, nhưng lại bị cái thân hưởng thụ. Tức là họ lười. Mà bất cứ một cái hoạch định nào chỉ có làm thì nó mới có thành quả. Còn kể cả anh có thông minh đến mấy mà anh không có bắt tay vào hành động thì nó không có thành quả. Trong 3 nguyên nhân đó thì tôi cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là không có đích đến, cho nên nó làm mất khát vọng. Mà mất khát vọng là tính hành động nó kém. Giải pháp căn cơ nào để có thể là đi đúng được mục đích như vậy ạ? Giải pháp đầu tiên ấy, là chúng ta cùng nhau xây dựng cái đích đến cho con. Cùng nhau nhé. Và con là chủ thể, chúng ta chỉ là tham mưu thôi. Vậy thì ai sẽ là đơn vị tham mưu cho các con cái đích đến? Đó chính là người phụ huynh đúng không ạ? Đầu tiên là phụ huynh. Cụ thể là phụ huynh thì hay ngồi nói với các con là sau này các con phải giàu có chứ, sau này các con phải có công ăn việc làm, sau này các con phải như thế này, nếu không thì nó như thế này. Thì đứa trẻ con nó rất ít trải nghiệm, nó không hình dung ra được. Vậy thì cái cách tốt nhất là cha mẹ phải dẫn các con đi gặp những hình mẫu thành công khác nhau. Hình mẫu của cô Bích Thảo này, hình mẫu của thầy Tuấn này, hay là hình mẫu của một thầy hiệu trưởng này, hay hình mẫu của một bác doanh nhân khác này. Thì khi các con nó đi như vậy thì các con nó mới nhìn thấy à đây đúng là hình mẫu, và nó nhìn bằng trực diện chứ không phải bằng mô tả, vì nó ít trải nghiệm mà. Thế thì bắt đầu nó mới hình thành nên một cái khát vọng là con muốn trở thành người này trong tương lai. Vai trò của cha mẹ là khởi đầu.
trong đó vai trò của nhà trường, vai trò của truyền thông, vai trò của xã hội. Vâng ạ, và trước thực trạng như ông vừa mới chia sẻ thì tại trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global đã thực hiện những giải pháp gì để có thể là chung tay cùng với nhà nước giải quyết vấn đề này từ gốc ạ? Mô hình của trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam là một mô hình cộng chứ không phải là một mô hình ghép. Mô hình ghép là điều chỉnh chương trình của bộ, nhưng mà tôi là mô hình cộng, tức là tôi giữ nguyên toàn bộ chương trình buổi sáng là chương trình của hệ cao đẳng do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành. Vậy thì cái nền móng đó là lý luận căn bản, và sau đó toàn bộ buổi chiều là những cái chương trình về mặt thực tiễn mà trực tiếp bởi các cái doanh nhân đang điều hành các doanh nghiệp dạy các con. Đây là một mô hình của Harvard, Harvard cũng họ cũng dùng cách này. Và sau đó buổi tối thì các con tập thuyết trình với nhau để xử lý các cái vấn đề thực tiễn. Thì như vậy là hết 3 năm thì các con vừa có bằng cao đẳng, nhưng hết 1 năm thì các con vừa rèn luyện được thói quen, vừa có cái trí tuệ thực tiễn của doanh nhân để bắt tay vào làm. Và từ năm thứ 2 là bắt đầu đã đi làm thêm rồi. Nó là một cái mô hình cộng, và trong đó có giải pháp thân tâm tuệ. Thân là hành động kỷ luật theo mô hình quân đội, trí tuệ thì chương trình căn bản là dành là hệ thống của cao đẳng, chương trình thực tiễn là do doanh nhân đào tạo, và phần tâm dạy về cái tư duy để chung sống với mọi người và dựa trên 5 quy luật của tự nhiên. Với triết lý giáo dục thân tâm tuệ, trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global đã tạo nên môi trường rèn luyện thực sự thiết thực, mang đến những trải nghiệm thú vị và hữu ích cho các học viên. Và hãy cùng chúng tôi trải nghiệm một ngày là học viên của trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global. Từ 5:30 đến 6:00 sáng là bọn em sẽ thức dậy và tập thể dục. Từ 6:30 cho đến 7:20 là thời gian bọn em sẽ ăn sáng. Từ 8:00 đến 11:00 chúng em sẽ được học chương trình cao đẳng. Từ 11:50 đến 12:30 sẽ là khoảng thời gian chúng em ăn trưa. Sau khi ăn trưa xong thì bọn em cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Và đến chiều bọn em sẽ bắt đầu vào khung giờ học, đó là từ 2:00 đến 4:00. Từ 16:30 đến 17:30 sẽ là khoảng thời gian chúng em học võ hoặc là thể thao tự do. Và từ 18:30 cho đến 19:30 thì chúng em sẽ ăn tối tại nhà ăn của trường. Từ 20:00 cho đến 21:30 chúng em sẽ đọc sách và thuyết trình. Và từ 22:00 cho đến 22:30 sẽ là thời gian ban quản lý sẽ đi thu các thiết bị, điện thoại, máy tính để chúng em có thể tắt điện đi ngủ. Vào ngôi trường này học thì em cảm thấy rằng là bản thân mình đã tự tin hơn rất nhiều. Em có thể đứng lên thuyết trình với mọi người, nói lên cái quan điểm của mình. Em cảm thấy là mình thật sự đã đặt mình vào khuôn khổ của sự kỷ luật. Cái mà trước đây mà em rất là muốn nhưng mà em không thể duy trì được. Bố mẹ em cũng nhận ra cái sự thay đổi đấy. Và bố mẹ em cực kỳ tự hào. Em cảm nhận được là em biết cách thể hiện tình yêu thương và biết chia sẻ nhiều hơn với mọi người ạ. Vâng ạ, và theo dõi clip vừa rồi thì bản thân Bích Thảo thực sự cảm thấy cũng rất là hào hứng và rất là mong muốn có thể có khoảng thời gian mình được trải nghiệm giống như là những doanh nhân đó là được đào tạo, nhất là như trong môi trường quân đội vậy, là từ 5:30 cho tới 22:30. Vậy thì ông có thể chia sẻ vì sao, từ đâu mà nhà trường lại lựa chọn phương pháp rèn luyện như vậy ạ? Tôi rất là may mắn được trải nghiệm một loạt những các cái vị trí làm việc đối với doanh nhân. Từ việc làm thuê cho đến ông chủ. Thế tuy nhiên cái quãng thời gian mà mình phải trải nghiệm nó rất là đau khổ và rất nhiều gặp nhiều trắc trở để mình đến được một cái vị trí mà mình mong muốn. Thế thì sau đó rất may mắn là năm 2015 thì tôi gặp được đạo Phật và tôi tìm ra cái triết lý thân tâm tuệ. Thì ở đó nó chỉ đúc kết có ba vấn đề lớn nhất thôi. Nếu cái tâm của mình không có đủ sáng thì mình không xây dựng được sứ mệnh ước mơ cho chính cuộc đời mình và cho mọi người. Thứ hai nữa là nếu mình có một cái tâm, tức là có cái đích đến, mà mình không có trí tuệ để hoạch định con đường cho nó đúng để mà đi, thì mình chỉ có ước mơ không thì nó trở thành ảo tưởng. Nhưng mà nếu mà vạch được con đường đi rồi mà anh lười anh không có đi được thì bắt buộc là cần phải có cái thân này nó khỏe mạnh để mà đi trên con đường đấy chứ. Và khỏe mạnh, không những khỏe mạnh thì nó, và còn phải kiên trì, còn phải dám đối mặt với những cái điều kiện nó khó khăn
Và để giải quyết cái bài toán triết lý thân tâm tuệ đó thì cái thân thì bên Tuấn phải dùng cái mô hình quân đội. Bởi vì tôi rất thích cái hình ảnh những cái người chiến sĩ quân đội. Họ nhanh nhẹn, họ chín chắn, họ kỷ luật. Và tôi thấy rằng là không ở đâu tạo ra một con người chín chắn, kỷ luật, nhanh nhẹn và khoa học như môi trường quân đội đối với phần thân. Thì tại sao có sẵn những cái giáo trình tuyệt vời như vậy sao mình không dùng? Thì chỉ với có cái chuyện mà từ 5:30 sáng mà đến tận 22:30 tối. Và thực sự đó là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời để có thể rèn luyện được thân trước khi mà chúng ta có thể là có bệ phóng dành cho tâm và tuệ, đúng không ạ? Đúng. Vậy thì còn với triết lý giáo dục là thân tâm tuệ thì việc rèn luyện tâm thì các bạn trẻ sẽ cần phải thực hiện như thế nào thưa ông? Vâng, thưa chị, là cái tâm thì nó được giải quyết dựa trên một cái chương trình chúng tôi gọi là siêu style, là nó gọi là phong cách người của CEO. Tức là đầu tiên là chúng tôi phải dạy cho các con về toàn bộ những cái quy luật của tự nhiên. Ví dụ như là quy luật nhân quả, quy luật cân bằng, quy luật luân hồi, rồi quy luật hấp dẫn, rồi quy luật vô thường. Tất cả những cái thứ mà chúng ta vận hành là theo quy luật tự nhiên. Và sau đó thì các con phải ứng dụng cái quy luật tự nhiên đấy trong từng hành vi, từng hành vi, từng hành vi. Ví dụ như thế này, cái quy luật yêu thương đầu tiên là quy luật nhân quả. Ví dụ như là cha mẹ đã gieo cho mình một cái nhân là nuôi mình đến ngày hôm nay, thì cái quả mà mình phải trả lại cho cha mẹ là sự tử tế, là sự đối đãi. Chúng tôi phải chia sẻ với các con. Tôi cho rằng cái cấp học mà quan trọng nhất vẫn là học cách để chung sống. Khi mình càng giỏi, mình càng khẳng định được bản thân thì khả năng chung sống của mình càng phải tốt. Tức là mình có thể sống được với mọi người một cách hòa thuận và vui vẻ. Và người quan trọng nhất là người có thể quy tụ được mọi người, chứ không phải người quan trọng nhất là người tách rời khỏi mọi người. Thì từ cái những cái triết lý nó rất đơn giản nho nhỏ như vậy thì nó hình thành nên cái tâm của các con. Nghe những câu chia sẻ của ông là tôi nhớ đến cái câu là người thành công là người có lối đi riêng. Nó vẫn chung quan điểm với chị Bích Thảo vừa đưa ra đấy, người thành công là người có lối đi riêng. Vâng. Nhưng lối đi này không phải là lối đi một mình anh đi. Dạ. Mà lối đi này mình mở một cái lối đi riêng nhưng cùng nhau đi. Chứ không phải tạo ra một cái lối đi riêng và nói rằng là tôi là người khác biệt, tôi là người đặc biệt. Mà tôi sẽ mở cái lối đi riêng và chúng ta cùng đi. Khi mà thân và tâm đã hòa hợp rồi, vậy thì được hoàn thiện mỗi ngày thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc mà rèn luyện trí tuệ? Tầng trí tuệ đầu tiên là đi học những kiến thức bài bản căn bản nhất mà chương trình của Bộ Giáo dục đã xây dựng, đó là chương trình cao đẳng. Và một cái trí tuệ thứ hai là trí tuệ thực tiễn. Tuấn gọi là cái chương trình kiến thức thực tiễn ấy, thì toàn bộ những cái chương trình dạy đấy là do doanh nhân trực tiếp dạy. Cho nên như vậy các con có cái nền móng của khoa học, lý luận. Và thứ hai các con có những cái công cụ thực tiễn khi mà ra trường để tiếp cận ngay với môi trường làm việc. Là người dành trọn tâm huyết với việc truyền lửa đam mê và thúc đẩy động lực cho các bạn trẻ, thì ông có kỳ vọng gì với thế hệ trẻ hôm nay ạ? Nếu như chúng ta thổi hồn được cho một cái thế hệ các bạn trẻ Việt Nam, họ bắt đầu họ có khát khao muốn khẳng định cái vị thế của quốc gia, của dân tộc này, thì ắt trí tuệ của các bạn nó sẽ khai mở. Nhưng nếu ngày nào mà trong tư duy của mỗi bạn trẻ bây giờ chỉ là mong muốn hưởng thụ, mong muốn xây dựng cho mình cái mục tiêu cá nhân để mình hơn người, thì ngày đó những cái lối đi của các bạn ấy nó hẹp vô cùng. Vậy thì tôi kỳ vọng là một thế hệ trẻ của Việt Nam bắt đầu thay đổi được góc nhìn về tư tưởng. Tôi cũng rất muốn gửi gắm với thế hệ trẻ Việt Nam, chúng ta chung tay nhìn về một hướng để xây dựng một Việt Nam thành công và thịnh vượng. Vâng ạ, và trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn CEO Việt Nam Global ngày hôm nay với rất là nhiều những chia sẻ rất là ý nghĩa dành cho các bạn trẻ. Vâng, thưa quý khán giả và các đồng chí, có ai đó đã từng nói muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại. Và ấy nuôi dưỡng khát khao thành công trong bạn ngay từ khi còn trẻ. Hành trình đến với thành công là hành trình bản thân mỗi người tự hoàn thiện mình. Và chúc cho các khán giả của Tôi Tự Tin sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời để đi đến thành công.